Trời ơi. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê chim cu gáy nha. Ổng gà dịch bệnh tàn phá quá trời các bạn ơi. Bây giờ hết thức ăn luôn rồi, ngũ cốc đâu ra nữa mà cho ăn. Nhờ nhà trồng được mấy mớ mò mò, ủa lộn, bo bo. Bo bo đỏ à. Nhờ được mớ này, chứ ở đây lúa thì mua được. Lúa thì mua vòng vòng trong xã, mình có trộn cái này với bắp cho tụi nó ăn cũng đỡ được qua mùa dịch. Chứ giờ ngũ cốc đâu nữa mình cho ăn các bạn ơi. Giờ dịch bệnh mua bán vận chuyển đồ khó khăn, cái chỗ mình không có chuyển đi được mà cũng khó chuyển như khó mà nhận được nữa. Nhờ được mấy bo bo cũng đỡ. Bây giờ đi vòng vòng quay mấy con cu cho các bạn xem nha. Hôm nay trời nắng đẹp nè. Đây là cái con bổi mình bắt khoảng tầm hơn tháng thôi, bây giờ nó gáy về đây gáy quá trời luôn các bạn. Cái con mà ở trong đó mía đó các bạn, nó gù hơi gần 40 mấy 50 sạc đó, đó nó dòm dò mình đó. Nó gáy nhiều lắm rồi, nhưng mà nó mình quay nó thì nó dễ gì dám gáy. Nãy giờ các bạn có nghe nó gáy không? Con này thì nó về đây có từng lễ đầu à, bắt đầu là nó gáy rồi. Bây giờ nó dạng lắm, mình cho ăn cho uống gì nó cũng không dễ chứ. Chỉ có điều là mình quay camera cận nó, quay camera lại nó thì nó không dám thôi. Đó, bự con đẹp tướng lắm. Có mấy đám bo bo chồng vòng vòng ao cũng đỡ khổ qua mùa dịch này. Ôi, chim con. Hiện tại vì lý do là tình hình dịch bệnh nên không có mua bán trao đổi gì được hết các bạn ơi. Giờ chú quay cho các bạn xem vui thôi. Các bạn xem thì cũng xem vui thôi, chứ các bạn khỏi có vô nhắn tin hỏi mình nha. Tại vì giờ cũng không có giao dịch mua bán gì được nha. Hai em Thái và một em Thái Dân Hoa. Đây là mấy con chim con, hồi nãy giờ mình quay là mấy con chim con hôm bữa mình đút ở mấy clip trước đó. Thì khoảng nửa tháng trước đó, bây giờ nó đã bay lớn hết rồi. Đây là em mồi chó dồ. Có các bạn vô hỏi ủa sao con mồi gì quay gì nó mồi cực thụi nó không có gù gáy gì chăng vậy, thì các bạn chim mồi các bạn đừng có mong mà lại gần gần nó gù gù gù
Mấy con đó thì nó dễ làm chim khách lắm, nó ra rừng ít chơi lắm nha. Quan trọng nó ra rừng, nó gáy, rồi bổi xuống chơi với bổi không buông. Đó, chứ đừng có thích nó mà chọc chọc nó gù nha. Ngóng kìa. Dịch này ôm nguyên bầy nuôi đã luôn ha các bạn. Con sắm bông. Trời ơi. Đó. Độ tuổi này là độ tuổi nhát nè. Đó, độ tuổi đang bún còn đó. Bún lông còn một nhát mà nó ra rồi, nó ra lông lá đầy đủ, còm đầy đủ trong khoảng chừng 5 tháng mà nó chững chim lại, nó không có nhảy lung tung. Cái con bổi này nó mới lên quá trời lên rồi. Mà nó gặp mình rồi nó cuốc gì đó. Nó lên cái này nếu mà mình mà treo ở ngoài hành lang cho người ta đi qua lại nhiều thì nó dễ lên khách lắm. Nó lên cái này mình nên kiếm cái gốc cây gốc nào mình treo nó ngoài đó. Nó đừng tiếp xúc với nhiều người nhiều. Quay nó hoài đấy, hoài luôn. Sung dữ lắm rồi, không ngày ăn bo bo đấy bắp không cũng sung dữ. Bạch công tử này cũng gái dữ lắm rồi. Bạch công tử này 4 tháng. Đây là em giao long nha các bạn. Đó, em bỏ vô giao long bữa mình bắt. Dân hoa cặp này nó nở toàn ra dân hoa không các bạn, da dân hoa mẹ nó bông, cặp này bự con lắm mà nở ra toàn dân hoa không à. Bông ở dân hoa mà nở ra dân hoa không là thấy ok. Cặp này mới ghép mà không biết làm sao. Cặp này đang ấp. Cặp này lên ổ hoài mà chưa thấy đẻ. Đây một bầy lôi nhôi nữa. Thấy mình lại bu lại. Mấy con kia là ngói lai à, mẹ là ngói gặt, cha là cái con cua, cha là cái con đó, con lai với con pháp và con cua còn, mẹ nó là cua ngói gặt, nó sinh ra mấy con này đó, ra mấy con xám xám này nè.
Dịch này không đi đâu được, ở nhà tối ngày chơi với mấy con cu này không à. Ra vô ra vô, ngắm mấy con này nó ăn, nó giỡn, nó gáy, nó gù, nó chơi đấu đá với nhau cái cũng đỡ buồn đó. Con này nó thấy mình lú cái mặt ra là gù, lú cái mặt ra là gù, lú mặt gù. Con này là mình đeo ra là trước nhà mình treo là nó là lên cua khách trăm trăm luôn. Con bổi này bự con một cục luôn. Một cặp sắm còm đen à. Chim tơ lên 5 tháng rồi. Tụi chúng thì nó đang ấp 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 trong chậu trên, không đi lại gần phá nó. Đó, hổng đó thì dịch bệnh cứ đi ra đây cho ăn xong cứ đứng vòng vòng quan sát đó, quan sát coi cái em nào nổi dữ dằn à, cái cho em lên lọc đó. Còn em mái nào mà muốn đẻ lắm rồi kêu nhiều, kêu réo mấy em trống á. Con này thấy mình ra là nó gù à. Con nào bên đây cũng gù luôn. Đó, mới nghe con nào bên đây gù dữ lắm, mới nổi nữa, mới nổi nó cứ vậy đó. Mình ra đây lâu mình đứng quan sát hồi là có những con nó nổi, mình canh á, cho nó lên lòng. Rồi ở trong đây thì mấy vàng chim nó mới nhảy ổ đang đẻ rồi không mà không có quay đồng lìa gì nữa. Đây là vàng chim ta thôi. Con này con mái gì khi nào nó rớt trứng mình mới ghép. Hay hai con chim con của mình à, đã được 4 ngày tuổi rồi. Cái con tốc độ này nó gù rồi các bạn. Nó mới chỗ còm chưa đều nữa. Các bạn thấy cầm dây không? Sung dữ lắm.
chưa được 4 tháng nữa. À, có con này, con ở đây nó nổi gáy gùi lắm nè, con này nè. Có mấy cái con mà nó nhát nhát kìa, mấy con mà nó đang chỗ còm nè, uống 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 còm nè. Cái đâu này thì đó mình để cho ba mẹ nuôi tới lớn luôn, bởi vì mình bắt lên nó nhát nè. Nhát thấy mình nó bay, chứ còn mấy con nuôi từ nhỏ, mình đút từ nhỏ thì nó không có đến nỗi mà bay dữ gì. Ông gà ở nhà dịch bệnh nên tối ngày lôi mấy con cu ra đè dọc chơi, coi con nào nó sung. Thì những cái vàng mình đây là mấy cái tốp này, tụi này nó đang lên. Còn mấy cái đôi đang ghép là mấy cái đôi lâu rồi. Gáy gùm hết. Nên ra tụi nó đang bắt cặp nhảy ổ dữ lắm. Thì mấy cái chuồng lớn này cũng đang bỏ vô ghép. Còn mấy cái đôi cũ kỳ trước á, mấy cái đôi cũ kỳ trước thì nó có cái đợt kia nó bị cái luồng gió độc ra nó thổi nó gớt đi hết rồi. Nãy cái đây có mấy con cu vằn. Mấy cu vằn nó xuống ăn rồi, giờ nó đi đâu? Bay đâu tiêu rồi. Tại có mấy con cu vằn trước mình nuôi ở đây, giờ mình thả nó. Mình thả nó ra vòng vòng. Nó lụm mấy cái hạt thóc rơi của mấy chim mình nè. Trong đây đó có chuồng cu vằn nè. Thả hai cu vằn đi. Cho hai con vằn rồng kem này, chim tơ bỏ vô đây nuôi cho nó quen nữa, nó đẻ luôn. Trong trường này lúc trước cũng có một bầy cu vằn á, mà nó quậy quá, nó đá lộn người, nó cắn nó được mấy con cu đất, mấy cu gáy quá trời. Với rồi nó bắt cặp, nó đánh lộn từ lưa cho giờ thả ra hết trơn này, để dành cái AV này thả mấy chim cu gáy này vô cho nó mấy con tơ lên vô cho nó nổi. Rồi con nào mà nó chống máy bắt cặp á thì mình bắt cặp ra cho
con nào nó thấy khả năng lên mồi thì mình đem ra huấn luyện, chứ để mấy ông mấy chị cô dằn quậy quá. Đâu hiểu, trời ơi, mới nhắc con mới đưa máy quay lên nó đi rồi, thả nó cũng ba vòng vòng đây à, nó không đi đâu hết các bạn. Thả ra nó cũng ở vòng đây. Có mấy con lớn thì chắc nó bắt cặp làm tổ ở đâu rồi. Còn mấy con nhỏ nhỏ mấy con chơi tơ nè, nó vòng đây đừng ăn. Ngắt nha, chứ không có dạng nha các bạn. Đây là những hệ thống chống gió. Rồi, thôi video kết thúc các bạn ơi. Cũng chiều rồi, vô làm clip gửi cho các bạn xem. Rồi, bye bye cả nhà nha. Chúc tất cả mọi người luôn được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.